Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video dạy bài tập lập trình C. Bài tập hôm nay sẽ là tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n. Đấy. Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n. Đấy. Thì về ý tưởng để dạy bài tập này như sau. Ví dụ ở đây mình có một cái số 1, 2, 3, 4 đi. Đấy. Ví dụ đây, số nguyên dương n của nó bằng 1, 2, 3, 4. Đấy. Thì về ý tưởng để dạy thì mình sẽ tách, lần lượt tách từng chữ số của cái số này, số n này ra, và sau đó sẽ so sánh với một cái giá trị min đó. Và nếu như những cái chữ số này nó bé hơn cái giá trị min đó thì mình sẽ gắn min bằng cái giá trị chữ số này. Đấy, ví dụ ở đây mình tách chữ số 4 ra. Đấy, thì tách bằng cách như thế nào? Thì mình sẽ làm một cái biến k, nó sẽ bằng n này phần trăm cho 10, thì nó sẽ tách được ra cái số 4 đúng không ạ? Nó sẽ tách ra số 4, kết quả của nó sẽ là bằng số 4 đúng không? Tức là n phần trăm 10, tức là đây là chữ mà nó sẽ chia lấy dư đúng không ạ? Đấy. Và sau khi tách được cái số 4 này thì nó sẽ tiến hành đi so sánh với các biến min. Đấy, biến min ở đây mình đặt là một cái giá trị bằng 9. Đấy. Vì sao bằng 9 thì lát nữa mình sẽ giải thích đó. So sánh với cái biến min này. Đấy. So sánh với cái biến min, nếu như nó bé hơn biến min đó. Nếu như k nó bé hơn min đúng không? Thì sẽ gán min bằng k. Đấy. Và sau đó sẽ tiếp tục đến cái chữ số thứ hai như này. Đấy. Đến số 3 này, và tiếp tục đến số 2 và số 1, làm tương tự như vậy. Đấy. Rồi sau đây thì mình sẽ viết cái code chi tiết cho các bạn xem. Đấy. Đây sẽ là... Rồi. Đầu tiên thì mình cũng phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Sau khi đã khai báo thư viện thì ta đi vào viết cái hàm main cho nó. Main này thì đầu tiên mình phải khai báo cái biến, một số cái biến cần thiết, đó là biến n, biến k. Biến k tức là cái biến mình tách ra đấy, thì lưu trữ cái giá trị mà mình tách ra đấy. Ví dụ ở đây thì k nó sẽ bằng 4 thôi, tức là nó lưu trữ cái giá trị mình tách ra thôi. Lưu này, trữ giá trị tách ra. Rồi ok. Đấy. K, và mình sẽ lưu một cái biến min và khởi tạo giá đầu giá trị cho nó bằng 9 đúng không ạ? Rồi. Ở đây vì sao mình lại đặt bằng 9 đúng không ạ? Bởi vì như các bạn đã biết thì số dư của một số thì nó lớn nhất là bằng 9 đúng không? Lớn nhất của nó sẽ là bằng 9. Đấy. Vậy nên là để tìm được cái giá trị nhỏ nhất đấy thì mình phải gán cái giá trị ban đầu cho nó là phải là cái số lớn nhất của min, và sau đó so sánh với những cái giá trị so sánh với những cái giá trị là chữ số của cái số đó với cái giá trị min này. Đấy, min này bằng 9 đúng không ạ? Mình phải so sánh với cái giá trị 9 này, nếu như mà nó bé hơn thì mình sẽ gán cái giá trị min, gán cái giá trị min này bằng cái giá trị k này đúng không ạ? Rồi
Tiếp theo thì mình sẽ in ra màn hình cái câu lệnh để cho chúng ta nhập số tự nhiên n vào. Và sẽ là sử dụng câu lệnh scanf để nhập từ bàn phím. Đây sẽ là phần trăm d và n. Bởi vì n là một số nguyên dương nên nó sẽ là phần trăm d. Và sau khi đã nhập n thì ta làm sử dụng một cái vòng lặp while. Vòng lặp while này có chức năng gì? Thì nó có chức năng là nó sẽ kiểm tra với chạy cái vòng lặp này với cái điều kiện n lớn hơn 0. Và khi đó thì nó sẽ làm gì? Và nó sẽ tính cái giá trị k này bằng n phần trăm 10, đúng không ạ? Ta bắt đầu tách từng số ra đấy. Chúng ta tách từng số ra này. Rồi. Và sau đó nó sẽ đi tiến hành so sánh, đúng không ạ? Nếu như mà cái k này nó bé hơn giá trị min thì nó sẽ làm công việc gì? Thì nó sẽ gắn min bằng k. Đấy. Và sau đó nó sẽ tiếp tục tách các cái chữ số còn lại, chữ số tiếp theo đấy. Ví dụ như đây, đầu tiên thì nó sẽ tách số 4 này, đúng không ạ? Và sau đó nó sẽ tiếp tục tách số 3. Đấy. Và để tách số 3 này thì nó sẽ chia lên nguyên, đúng không ạ? Nó sẽ chia lên nguyên. Ở đây để chia lên nguyên thì người ta sẽ tính là n lúc này sẽ bằng n chia cho 10. Đấy. Đây tức là nó sẽ chia lên nguyên để tiếp tục lấy cái chữ số tiếp theo. Đấy. Và sau khi đã chia lên nguyên thì nó sẽ tiếp tục cái vòng lặp while này. Rồi. Và mình sẽ in ra cái kết quả. Kết quả này tức là gì? Mình sẽ in ra màn hình cái kết quả. Sẽ là chữ số nhỏ nhất là. Rồi, đây sẽ là mình sẽ đặt là phần trăm d, đúng không ạ? Vì kiểu của nó là kiểu integer nên nó sẽ là phần trăm d. Và đây mình sẽ làm pin. Và sử dụng một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả, đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là toàn bộ code của cái chương trình này. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nữa. Đây, ta tiến hành nhập vào cái số tự nhiên n, ví dụ mình nhập 1, 2, 3 này ạ. Thì chúng ta nhìn dễ dàng nhìn thấy cái số nhỏ nhất là số 1, đúng không ạ? Chữ số nhỏ nhất là 1, đúng không ạ? Thì ta sẽ kiểm tra xem kết quả nó có in là số 1 hay không này. Đấy, như vậy thì nó đã in ra cái chữ số nhỏ nhất là 1, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ ghi là 100 điện. Thì cái chữ số nhỏ nhất là 0, đúng không ạ? Đấy. Khi mà nhập là 100 thì nó sẽ ra chữ số nhỏ nhất là 0, đúng không ạ? Rồi. Thì trên đây là cái phần bài tập dạy cái bài tập tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n. Thì ở bài tập này thì các bạn cần phải lưu ý ở cái giá trị gắn min này thì các bạn cần phải gắn cho nó bằng 9. Đấy. Và ở những cái cách để tách từng chữ số của một số ra đó. Đấy. Ở đây k bằng n phần trăm 10 và đây là n bằng n chia 10, đúng không ạ? Đấy. Thì đó là những cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.